tiên muốn chủ động được, bạn phải có năng lực dự báo. Thế thì ngày xưa các cụ nói rằng chúng ta muốn giỏi thì chúng ta phải cầm kỳ thi họa. Mình gọi là cầm kỳ. Đấy, chơi cờ đấy. Chơi cờ là mình đi một quân, mình họ sẽ đi một quân. Nếu bạn dự đoán được là mình đi tiến lên một quân này, họ sẽ sang một quân này, mình ăn quân này, họ ăn quân này. Nếu bạn đọc được họ là bạn đã chiến thắng. Bởi vậy thì năng lực dự báo là cực kỳ quan trọng. Dự báo ngắn hạn hay trung hạn hay dài hạn đều là một năng lực tuyệt vời. Bạn không dự báo được, không bao giờ bạn chủ động được đâu. Nếu bạn dự báo được, bạn sẽ chủ động được. Ok, khi bạn dự báo được rồi thì chắc chắn bạn sẽ nhìn thấy một bức tranh tương lai tươi sáng. Đấy là thứ mà Ninh khẳng định luôn. Bước 1 là năng lực dự báo. Thì phải rèn luyện, phải trả giá, phải sai sót thì bạn mới có thể làm được cái việc là gì ạ? Có năng lực dự báo.